32. Thật ra anh đã nói chuyện gì với Cẩm Tú? Tôi nói gì với cổ quan trọng hay sao? Điều quan trọng là anh canh chừng người phụ nữ của anh ra sao, chứ không phải tới hỏi tôi cổ đang ở đâu. Người phụ nữ của hội trưởng thương hội Hoàng Phố đột nhiên biến mất không tung tích, anh lại tới đây tìm tôi. Tả Nhị Gia, đây chắc là chuyện nực cười nhất trần đời này rồi. Nếu như chuyện của Cẩm Tú có liên quan tới anh, tôi tuyệt đối không tha cho anh đâu. Cái thằng quỷ này suốt ngày không chịu làm đàng hoàng, ai kêu nên cắp đồ chứ? Dám ăn cắp được không hả? Ăn cắp được không? Nè, ai vậy mày? Anh làm gì vậy? Nó là con nít mà. Cô là ai? Bà điên nào đâu ra vậy? Không muốn sống nữa sao? Cô là tiểu thư nhà ai? Mất mớ gì tôi phải nói với anh chứ? Bởi vì tôi là cảnh sát, bây giờ tôi nghi ngờ cô là tội phạm đang bị chúng tôi truy nã. Đưa chứng minh thư ra. Tôi không đem theo. Không đem? Không đem mà còn lên mặt sao? Tôi là ta... Kêu cái gì mà kêu? Nhiều chuyện, dám đẩy tôi sao? Bộ không biết ông. Tạ Chấn, em muốn hỏi anh, anh làm nhiều chuyện như vậy, tranh quyền đoạt lợi, anh không thấy bất an, không mệt mỏi sao? Cẩm Tú, cả đời của anh đã làm rất nhiều chuyện, trong mắt của em là chuyện sai, là chuyện không thể giải thích nổi. Anh thừa nhận điều này, nhưng mà anh làm những chuyện đó đều có lý do buộc phải làm. Anh không hối hận về chuyện mình đã làm. Là anh tự ý quyết định kéo em vào thế giới của anh, ép buộc em ở lại. Nếu như điều này cũng là sai, thì anh cũng không hối tiếc.
Anh không biết là trước đây lúc còn ở Ninh Diên, ngày nào em cũng phải lo lắng cho anh, lo cho anh lại ra ngoài chém giết, lo anh lại bị thương. Em lo anh ban ngày đi ra ngoài, ban đêm không thể về được. Bây giờ tôi cuộc sống cực khổ hơn trước, nhưng em lại thấy rất vui. Dì Gia, anh đã không nghỉ ngơi suốt một ngày rồi. Em đã phái người đi tìm rồi. Anh yên tâm đi, anh cứ nghỉ ngơi trước cho khỏe. Đã tìm thấy cổ chưa? Vẫn chưa thấy. Phái người bám theo, tôi đi báo cáo cho anh Mayda. Cục trưởng Hồ à, lần này đúng là làm phiền anh ra tay giúp tôi rồi. Nếu như có thể tìm được cổ, vậy thì rất đội ơn anh. Nhất định, nhất định. Tới lúc đó tôi sẽ hậu tạ cho anh mà. Được, quyết định vậy đi. Tạm biệt. Sao cả anh cũng giúp Tả Chấn tìm nó chứ? Bây giờ Tả Chấn không còn như trước đây. Cậu ta là hội trưởng danh chính ngôn thuận của Thương hội Hoàng Phú, cũng có nghĩa là người lãnh đạo thương hội có thế lực nhất ở bến Thượng Hải này. Bao nhiêu chuyện làm ăn của họ hướng đều nhờ cậu ta. Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, dù sao đó cũng là em gái của em, cũng nên giữ lại chút tình. Sau này còn gặp lại. Quán trọ An Hòa. Cô ơi, cô tỉnh rồi sao? Còn tôi đâu? Cô ơi, cô bị thương nặng quá, sức khỏe lại quá yếu nên con của cô... Con của tôi, con của tôi đâu? Cô còn trẻ lắm, sau này sẽ có đứa khác thôi. Cô ơi, cô bình tĩnh đi. Cô ơi, cô ơi. Con ngoan, ngoan nha. Con ngoan. Ê, cô làm gì vậy? Con mẹ ngoan. Đồ điên, tránh ra đi. Đừng có đụng vô con tôi. Làm gì vậy? Với mẹ đi con. Con ơi, nè, tránh ra đi. Nó là con của tôi mà. Cô ơi, con của tôi, cô trả lại cho tôi mà. Trả lại con cho tôi. Chúng ta về nhà đi. Trả lại con cho tôi đi. Đừng như vậy nữa mà. Trả lại con cho tôi. Trả lại con cho tôi đi. Cô ơi, con của tôi đâu rồi? Trả lại cho tôi đi. Con tôi đâu? Về nhà, về nhà, về nhà. Đây là quả báo, đây là quả báo. Tôi phải tự tay giết Tả Chấn. Cô ơi, cô ơi, đây là quả báo. Gì chứ? Nói đi. Hôm qua có người nhìn thấy một cô gái giống như thai phụ, bị đánh khắp người đều là máu. Nhìn tướng người và cách ăn mặc của cổ, rất giống cô Cẩm Tú. Cổ đâu? Vẫn chưa tìm thấy. Tìm, tìm tiếp đi. Tìm từng tấc đất một. Cho dù phải lật tung cả bến Thượng Hải này lên, cũng phải tìm được Cẩm Tú về cho tôi. Coi nè, được không? Cũng tạm được đó. Nhưng mà bây giờ cô ta sao giống bị điên quá à vậy? Yên tâm đi, chỉ là buồn quá nên mới vậy, cô sẽ khỏe nhanh thôi. Thôi được rồi, cứ đưa qua đó đi. À, dạ dạ dạ, nhất định nhất định rồi. Mua vô, mua vô. Mang hầu đây. Mang hầu nóng hổi đây. Đi. Cô nên biết rõ ràng, đây là kỷ diện, tôi phải bỏ tiền ra mua cô đó. Nhìn, nhìn cái gì mà nhìn chứ? Tối nay tiếp khách cho tôi đi. Mau.
Nghe nói em đã nhận lời tả chứng rồi. Có phải chú nhìn thấy hung thủ rồi không? Bây giờ em đang rất hạnh phúc. Người giết cha mẹ cô thật đó, chính là tả chứng. Bây giờ em đang rất hạnh phúc. Người giết cha mẹ cô thật đó, chính là tả chứng. Bây giờ em đang rất hạnh phúc. Người giết cha mẹ cô chính là tả chứng. Bây giờ em đang rất hạnh phúc. Không sao đâu, vô đi, vô trong đi mà, vô trong đi. Mời vô, xin mời vô. Bác Dương à, tôi không bệnh. Không bệnh, cậu lựa được một cô, chứng tỏ là cậu không bệnh. Cậu hai, ở đây có rất nhiều cô gái, mập ốm có, cao lùn có, cậu có chọn đại một cô, chỉ cần cậu chọn một cô, bác Dương sẽ biết là cậu không gạt bác. Bác Dương à, bác. Cậu hai, cậu thấy đó, cậu không còn nhỏ tuổi nữa, cậu lại là con độc nhất của nhà họ Dương, phải nhờ ở cậu rồi. Nếu cậu cứ như vậy, tôi biết ăn nói làm sao với lão gia và phu nhân ở trên trời đây. À, được rồi, bác Dương, bác đừng nói nữa. Ê, tôi đi là được chứ gì. Vậy là đúng rồi. Vậy được, cậu hai à, chúng ta vô trong đi. Muốn mập hay là ốm, cao hay thấp đều có hết, tùy cậu chọn thôi. Tùy cậu chọn, bao cậu dữ ý. Đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi, không sao mà. Con ơi, con đi rồi cũng tốt. Thế gian này quá dơ bẩn, chắc chắn là con thấy không vui nên mới rời xa mẹ, quay lưng bỏ đi. Là lỗi của mẹ, là mẹ vô dụng, mẹ không thể cho con một gia đình hạnh phúc. Cha, mẹ, cuối cùng con gái vẫn làm cha mẹ phải hổ thẹn rồi. Con hận hắn, nhưng mà con càng hận bản thân không ra gì. Biết rõ hắn là người như vậy, tay hắn đã nhuốm máu của bao nhiêu người rồi, vậy mà con vẫn đâm đầu yêu hắn. Bây giờ cha mẹ đã đi rồi, con của con cũng đã mất rồi, con không thể trả thù được. Con còn lý do gì để sống trên đời này nữa? Cô à, tôi, chúng ta cách cánh cửa nói chuyện là được rồi. Cha, mẹ, trên đường xuống suối vàng có cha mẹ làm bạn, chắc chắn con sẽ rất hạnh phúc. Cô à, cô à, cô làm gì vậy? Sao anh phải cứu tôi làm gì? Tại sao lại cứu tôi? Tôi muốn chết mà. Tôi không muốn sống nữa. Tôi muốn chết. Cô à, tôi không biết cô đã xảy ra chuyện gì. Mất tiền có thể kiếm lại, thất tình cũng có thể tìm lại. Nhưng người chết rồi là sẽ mất tất cả đó. Tôi hại chết cha mẹ tôi. Tôi hại chết con tôi. Tôi đã mất hết tất cả rồi. Đã hết cách rồi. Tôi không muốn sống nữa. Không. Cô à, ở trên đời này không có chuyện gì là không thể. Chỉ cần cô có lòng, có niềm tin, mọi chuyện vẫn còn có hy vọng mà. Nếu như cô chết như vậy, người thương yêu cô phải làm sao đây? Hả? Hả? Cậu hai, cậu hai, sao rồi? Sao rồi hả? Sao rồi? Vậy bản thân, thật ra chuyện này là sao đây? Về đi rồi nói. Chúng ta đi. Có thấy người này không? Ờ, không thấy. Hả? Cho họ có thấy người này không vậy? À, không thấy. Có thấy người này hay không? Không thấy.
mà em đứng lên đi. Không sao chứ? Không sao. Đau quá. Không đau, không đau. Để chị thổi cho em ha. Không đau nữa rồi ha. Em là con trai mà, không được khóc như vậy biết chưa? Tặng chị cái này nè. Cảm ơn chị. Sau này em sẽ không khóc nữa. Em thật sự muốn thấy con của chúng ta lớn lên sẽ ra sao? Em hy vọng nó lớn lên giống anh, có lông mày giống như anh, có cái mũi giống như anh, có cái miệng giống như anh. Em rất mong nó trở thành người tài giỏi như anh. Cho hỏi, có thấy người này hay không vậy? Về đi, nhìn đi, có thấy người này hay không? Cậu hai à, tôi đưa cậu tới lầu xanh, chứ không kêu cậu đi chuột cười đâu. Ha, dù cậu muốn tìm bạn gái thì cũng không thể tìm cô gái lầu xanh được mà. Bác Dương à, cổ là một cô gái tốt. Ê trời ơi. À, cho hỏi, anh có gặp người này không vậy? À, xin lỗi nha, chúng tôi chưa từng gặp cổ. À, cho hỏi, hả? Người mà mấy anh đang muốn tìm này rốt cuộc là ai? Cổ đó, là vợ của Tả Chấn, Tả hội trưởng ở thương hội Hoàng Phố chúng tôi. Vô tình đi lạc, Tả Dị Gia đang tìm cổ khắp thành phố này. Hả, Dị Gia, sao lại tới đây vậy? Mấy chuyện này cứ giao tụi em làm được rồi. Cứ hỏi tiếp đi. Dạ. Nè, ông có gặp người này không vậy? Ờ, không thấy. Đây chính là Tả Nhị Gia thương hội Hoàng Phú. Nhìn cậu ta cũng không giống hội trưởng thương hội gì. Cô Vinh à, cô Vinh, cô có quen hội trưởng của thương hội Hoàng Phố Tạ Chấn không? Sao anh biết tôi quen với anh ta? Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là mấy bữa nay chúng tôi đi bàn chuyện làm ăn, nhìn thấy rất nhiều người của thương hội cầm hình của cô đi tìm khắp nơi. Họ nói là cô là người nhà của Tả Nhị Gia. Nếu như cô muốn về, chúng tôi có thể đưa cô về mọi lúc. Tôi không muốn về đâu. Cô Vinh à, tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà mấy hôm nay tiếp xúc với cô, tôi tin cô là một cô gái hiền lành. Dù là vì lý do gì, chỉ cần cô muốn về, tôi sẽ đưa cô về. Nếu như cô không muốn về đó, tôi sẽ trả thêm tiền phòng mấy ngày. Cô cứ yên tâm ở lại đây. Chi tiết là mấy bữa nữa tôi cũng phải đi rồi. Cô Vinh à, tôi xin lỗi, nhưng mà tôi không thể chăm sóc cho cô được nữa. Cảm ơn. Gì vậy? Tụi em đã tìm được người chứng kiến. Tối bữa đó cô Cẩm Tú được người ta cứu đi rồi. Người đâu? Vẫn chưa tìm thấy. Nhị gia, mấy bữa nay tụi em lật tung cả Thượng Hải này. Nếu như cô Cẩm Tú được cứu rồi thì có lẽ cô sẽ tự về Ninh Viên mới phải. Cho dù cô không về được thì cũng nhờ người gửi thư về. Nhưng mà cho tới bây giờ vẫn không có tin tức gì. Sao em cảm thấy chuyện này có gì không ổn?
phái người ra đạp xe bến tàu, đặt trạm gác khắp nơi, điều tra phụ nữ ra vào thành. Chỉ cần Cẩm Tú còn ở Thượng Hải, trước sau thì tôi cũng tìm ra cô ấy. Dạ. Chỉ huy, vẫn chưa có tin gì của cô Cẩm Tú. Tìm tiếp đi. Dạ. Tiền Điền, xem ra cậu vẫn còn bận rộn chuyện cũ. Thầy à, thầy có điều gì chỉ thị, cô xin nghe lệnh. Cho cậu thêm một cơ hội nữa. Nội trong vòng 3 ngày cậu phải chuyển hết mỏ vàng ở dưới trường đua ngựa. Ta có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Dạ. Cô Vinh à, cô Vinh có chuyện gì sao? Nếu có chuyện gì cô cứ việc nói ra, để coi tôi có giúp được không. Nếu như không phiền thì hai người có thể đưa tôi đi cùng được không? Ê, như vậy làm sao được. Cô là thân gái một mình, phải lưu lạc khắp nơi với đàn ông chúng tôi, làm sao mà không phiền được chứ. Với lại bây giờ bến Thượng Hải đâu đâu cũng có người tìm cô hết kìa. Bác Dương, nếu như cô liên lụy cậu hai nhà tôi thì tôi không chấp nhận được đâu. Tôi không đồng ý. Để tôi nghĩ thử coi. Cậu hai, chắc là cậu không đưa cổ đi chung với mình thiệt đâu hả? Đưa cổ đi theo coi như là chết thiệt đó nghe. Cứu một mạng người hơn xây 7 tháp phù đồ. Nếu đã cứu rồi Nhị gia, có chuyện đâu? Nếu đã muốn đi thì nên buông bỏ. Có một số chuyện nếu như cứ nghĩ tới hoài sẽ chỉ đau khổ thôi. Chi bằng dứt khoát quên hết tất cả đi. Cô thấy sao? Là mấy thùng này? Trước đó kiểm tra thì đúng là dầu. Sáng hôm nay công nhân chuyển hàng phát hiện trọng lượng không đúng, cho nên mới chú ý tới nó. Nhị gia, chỉ là một lô hàng nhỏ, phiền anh đích thân ra mặt như vậy sao? Chỉ là mấy thùng dầu nhỏ, sao phải phiền anh Tiền Điền đại giá quan lâm vậy? Nhị gia,
tha được cho người thì nên tha đi. Thu tất cả hàng này lại cho tôi. Tạ chứng. Dừng tay. Tạ Trấn, chuyện này chắc có hiểu lầm. Nước Pháp và Nhật Bản trước giờ quan hệ tốt đẹp. Tôi không muốn vì chuyện hiểu lầm gì khiến tôi khó xử. Mong rằng cậu Tạ thông cảm. Bến tàu của Tạ Trấn tôi quyết không để cho hàng của người Nhật đi qua. Hôm nay do chúng tôi mất bình tĩnh, tất cả tổn thất ở bến tàu chúng tôi sẽ bồi thường gấp ba. Mong là cậu Tả đây để mặt tôi. Không có lần sau. Dương phủ. Hả? Cậu hai. À. Hả? Bác Dương. Ờ. Hai người về nhà rồi sao? Lần này sao trên đường đi lại mất nhiều thời gian dữ vậy? Ờ. Còn cô gái này là... Nếu không phải chăm cô gái này trên đường đi thì về nhà từ lâu rồi. Đi một chuyến tự nhiên rước thêm gánh nặng thiệt tình. Đi đường thủy mà, kiểu gì cũng phải lâu thôi. Không sao đâu. À Lộ à. À, cậu tranh thủ dọn dẹp phòng khách cho cô Vinh ở, sau đó qua chỗ tôi lấy đơn thuốc, tới tiệm thuốc bóc mấy thang thuốc bồi bổ sức khỏe cho cổ, sắc xong đem qua cho cổ uống nha. À, dạ tôi biết rồi cậu hai. Cô Vinh à, lần này đi tàu cô cũng mệt mỏi rồi, tôi thấy sắc mặt cô không tốt lắm, hay là cô vô phòng khách nghỉ ngơi một chút đi. Cảm ơn anh. Mời. À cô Vinh, có cần gì nữa không? Đủ rồi, cảm ơn anh, tôi thấy vậy là được rồi. Nếu như cô có cần thêm gì, cứ việc nói với tôi, không sao đâu. Cậu hai. Hả? Cậu hai. Có chuyện gì? Bao nhiêu là cô gái nhà lành, con nhà khuê các xếp hàng chờ cậu chọn, cậu đều không cần ha. Nhưng mà cô Vinh này vô duyên vô cớ tự sát ở kỷ viện, còn dính líu tới thương hộ gì đó. Sao cậu để mắt tới một cô gái như vậy? Kỳ bác Dương, đừng nói bậy bạ, đừng bôi nhọ danh tiết của con gái nhà người ta. Cô Dương đó, cô rất là tốt. Cô gái này tuổi còn rất trẻ, chưa vào cửa nhà người ta mà đã mang thai rồi. Ha, không biết cha đứa bé là ai, lỡ như có dính líu gì tới kẻ xấu á thì không gánh nổi hậu quả đâu. Cậu có hiểu hay không vậy? Cậu hai à, trước giờ cậu sống có chừng mực, sao mà lần này lại đâm đầu xuống vực chứ? Cậu làm như vậy tôi biết ăn nói làm sao với lão gia và phu nhân trên trời linh thiêng đây hả? Bác Dương, đã yêu một người không thể khác được. Cậu hai. Ê, cô Vinh. Cô Vinh à, cô là khách mà, sao lại để khách làm việc được chứ? Không sao đâu, tại tôi cũng muốn làm việc gì đó mà. Ê trời, cô Vinh nói vậy là đúng rồi.
cô nên lo nghĩ cho tương lai của mình mới phải. Không biết là cô có thích công việc gì ở bên ngoài hay chưa, tôi nhất định sẽ giới thiệu cho cô. Nếu như cô để mắt tới nhà nào tử tế rồi, ê, thì cứ nói, ở đây tôi có quen biết. Cảm ơn ông, không làm phiền ông nữa. Tôi muốn vào trong nghỉ một chút. Loại thuốc phiện này chỉ cần hút một chút thôi cũng khiến người ta nghiện nó. Sau khi nghiện rồi, ngày nào cũng phải hút một chút. Nếu không lên cơn nghiện, sẽ giống như có ngàn vạn con kiến đang cắn xé. Em sao vậy? Dạo này mặt của em xanh xao lắm đó. Chắc tại anh tổ chức nhiều tiệc rượu ca hát quá, gặp được mấy cô đào xinh đẹp khác nên về chê em chứ gì. Nói bậy gì vậy? Nè, tối hôm nay lãnh đạo tôi với Pháp tổ chức vũ hội, mấy giờ anh qua đón em đây? Anh xong việc cứ qua đây, em đợi anh. Cẩm Tú à, cô nói tỳ sương này là thuốc hay là độc? Tỳ sương độc tính rất mạnh, dĩ nhiên là độc rồi. Tôi thấy không hẳn vậy. Tỳ sương tuy là thuộc loại kịch độc, nhưng nếu như biết cách dùng nó, là thuốc để chữa trị thương hàn hen suyễn và kiết lỵ rất công hiệu. Tại sao tự nhiên anh Dương lại hỏi vậy hả? Bởi vì có những lúc tình yêu cũng như tỳ sương, có lúc vô cùng độc hại, nhưng cũng có thể là thuốc đắng giả thật. Yêu một người rất dễ dàng, nhưng khi cô muốn chôn chặt người đó vào trong lòng, muốn quên đi, cũng giống như cắt đi một phần trái tim của mình. Cho nên muốn quên rất khó. Để quên được một người, có lẽ phải cần nhiều tháng, một năm, thậm chí là cả đời. Bởi vì hồi ức cũng như là một vũng nước, cô càng khuấy động, nó càng dao động nhiều hơn. Cô càng cố ý muốn quên nó đi, nó càng khiến cô nhớ nhiều hơn nữa. Cũng như thuốc độc này, một khi uống rồi, độc sẽ vào tim. Nhưng mà nếu như cô coi nó là thuốc đắng giả thật, thì đừng oán hận nữa, cũng đừng cố ý lãng quên. Có lẽ tình yêu này và ký ức này sẽ không trở thành gánh nặng của cô nữa. Nó sẽ dần dần biến mất, có lẽ sẽ biến thành thuốc bổ, giúp đỡ cho cuộc sống của cô sau này. Cẩm Tú, tôi có phải tôi đã nói hơi nhiều, hơi rắc rối rồi không? Nhưng mà Cẩm Tú à, tôi chỉ muốn nói với cô, mọi chuyện đều đã qua rồi, cô nên có một cuộc sống mới cho mình. Nếu như cô đồng ý, tôi nghĩ con đường sau này... Anh Dương à, anh đã giúp tôi nhiều lắm. Hôm đó nếu không có anh, không chừng bây giờ tôi đã chết rồi. Trong lòng tôi rất biết ơn anh, thật sự rất biết ơn anh. Nhưng mà có một số chuyện, là thuốc độc cũng tốt, thuốc bổ cũng được, anh sẽ không thể nào quên được nó. Anh nói rất đúng, tình yêu giống như thuốc độc, uống vào sẽ phải chết. Nhưng mà anh vẫn muốn uống, không phải vậy sao? Xin lỗi. Cẩm Tú à, tôi chỉ muốn tốt cho cô. Tôi hiểu mà. Đành vậy, chỉ cần cô tốt, tôi tình nguyện làm anh của cô. Chỉ làm anh của cô thôi. Cảm ơn anh.
Hình như chị mập lên thì phải. Chị bị sao vậy chị? Đi mà bác sĩ Hoàng cho chị. Nhanh lên. Dạ. Sao rồi? Em ra ngoài trước đi. Bây giờ nói được rồi. Cô Minh Châu à, hiện giờ cô đã có thai rồi. Có lẽ là được khoảng 2 tháng. Ông chắc chứ? Không sai được đâu. Nhưng mà tình hình sức khỏe của cô không được tốt lắm. Có phải là cô Minh Châu dạo này cô hay hút thứ gì đó giống như là thuốc phiện hay không? Không có đâu. Dù sao đi nữa, tôi cũng muốn khuyên cô Minh Châu phải nhanh chóng tới bệnh viện của chúng tôi cai thuốc phiện đi. Cơ thể của cô đã bị thuốc độc xâm hại rồi. Nếu còn kéo dài nữa, sợ là sẽ nguy hiểm tới tính mạng đó. Tôi không muốn bất cứ người nào biết được chuyện này, bao gồm cả anh Hướng. À, cảm ơn cô. Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao lại cố tình khốn ra được chứ? Tại sao vậy? Không thể nào. Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ? Kim Linh. Kim Linh. Chị à, chị sao vậy? Đi mua thuốc phá thai. Thuốc phá thai? Không được hỏi gì hết, đi ngay đi. Dạ. Đi ra ngoài, không được chị cho phép thì không được vào. Nhưng đi đi. Yeah.